Hi, welcome back to my channel. Start Scale Go. Too many mistakes. Okay. Three man groups. Đây rồi, bay sang này. 20. 20 200. By free main running, bọn anh chàng đang chạy, người ta cầm súng. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Islands. Solo queue. Tốc độ của xe của anh ta rất là nhanh. Oh my god.
rồi kế và mình sẽ chuyển sang cái thứ ba ở Fastna. Ok, let's go. Tựa game này thì hơi lặng một chút, cho nên khi vào game các bạn phải đợi một chút nha. Sleeper Hollow. Ok. Chiếc xe tăng này hai mươi bốn trăm. Thank you.
đó các bạn sẽ update cái này, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm, review Rushy. Các bạn hãy like, share và subscribe ủng hộ cho mình nha. Ở kênh của mình chủ yếu là những tựa game xe và là những tựa game kinh dị. Tựa game kinh dị thì gồm có những tựa game của iPad hoặc Android. Ở đây thì các bạn sẽ phải cầy tiền, sau đó thì các bạn sẽ mua cho mình những chiếc xe xịn hơn và tiếp tục cái đường đua khó hơn. Ok. Need for Speed Most Wanted. Và đây là những tựa game đua xe khá là hay và phổ biến trong những năm vừa qua. Bạn nào yêu thích những tựa game đua xe thì các bạn có thể download những tựa game này về chơi. Đòi hỏi cấu hình của những tựa game này thì cũng khá cao một chút.
Sir Russian Chu. So và mình xin phép được clip tới đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.